hãy cùng chúc mừng cho Uyên Linh. Mỗi năm chỉ có một người giành được ngôi vị quán quân của thần tượng âm nhạc Việt Nam. Nhưng để đi được đến đích, các thí sinh phải vượt qua một vòng thi vô cùng cam go mang tính quyết định. Họ phải cố gắng để thể hiện ấn tượng và phong cách cá nhân trước ban giám khảo. Đêm nay, 43 thí sinh nhận vé vàng sẽ tập hợp và ban giám khảo sẽ chọn ra top 10 của thần tượng âm nhạc Việt Nam mùa thứ 6. Kết thúc vòng thi vọng, ban giám khảo đã trao tấm vé vàng đến 43 thí sinh. Và ngày hôm nay thì tất cả các thí sinh đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để tham gia vào vòng nhà hát. Đây là một vòng thi rất gây cấn, cam go và cũng là vòng thi quan trọng quyết định 10 thí sinh đi tiếp. Chào mừng quý vị đang cùng đến với vòng nhà hát của thần tượng âm nhạc Việt Nam, Việt Nam Idol mùa thứ 6 năm 2015. Em khá là lo lắng và hồi hộp ạ. Mình sẽ cố gắng thể hiện những cái nổi loạn bên trong của mình một cách tốt nhất. Đây là lần đầu tiên em đến với thành phố Hồ Chí Minh. Em sẽ xem đây là lần thi cuối cùng mình được đứng trên sân khấu của Việt Nam Idol. Mỗi người có một tâm trạng và cảm xúc khác nhau trước lúc gặp ban giám khảo. Thử thách lần này của họ là gì? Hãy bắt đầu vòng nhà hát với cặp đôi đáng yêu này. Nghe như ai đi qua đây vài lần, nghe như sương đêm rơi rơi thật gần, nghe như mây đen ùa về, nghe như ngày dài lê thê giữa góc tối đó, ai đang có gió, ai đang như thân có nơi ra buốt lạ lùng, tiếng khóc ngại ngùng, nắng gió khắp lối tôi đi muôn nơi, tôi đây quen lâu rồi vẫn cứ thế tôi góc tôi. Do ai đang như thân còn nơi ra buốt lạ lùng, tiếng khóc ngại ngùng, nắng gió khắp lối tôi đi mua nơi, tôi đã quen lâu rồi vẫn cứ thế mình tôi khóc Thấy Phương đã có một sự khởi đầu khá suôn sẻ. Tiếp theo là bạn gái của Phương. Em xin tự giới thiệu, em là Ngọc Hà và sau em xin trình bày ca khúc Những Giấc Mơ Dài. Có những đêm em xa anh, em buồn lắm. Anh sao khuya như cùng em đến từng giờ, mà đâu chỉ có một lần cách xa, và đâu chỉ có em nhớ anh đêm dài. Mình lắng nghe ca khúc của Hà thì
đoạn đầu mình rất thích. À, có những đêm em xa anh em buồn lắm. À, tự dưng có một cái gì đấy dạo dực trong lòng. À, lúc bây giờ đứng đằng sau và hát theo ban giám khảo. Và đồng chỉ có một lần cách xa, và đâu chỉ có em nhớ anh đêm dài. Tiếp theo là sự thử sức với cùng một bài hát của hai cô gái xinh đẹp được nhiều người chú ý. Giận anh vì sao anh không đến, giận anh vì sao bỗng dưng trời lại mưa, giận anh vì sao không tin nhắn, giận anh cứ ngó nghiêng cà phê là cả suốt ngày, giận anh vì sao đêm không nắng, giận anh vì sao bỗng dưng phố lại đông, giận anh vì sao em giận anh, vì yêu quá nên muốn giữ lấy anh mà thôi, cho riêng em thôi. Vì thế mỗi khi em giận vu vơ, đừng trách móc chi em dần yêu đấy thôi anh ơi. Nhiều lúc quá yêu em lại quên mất mình đã có bao nhiêu ngày vui, có bao nhiêu buồn. Vì muốn biết anh có thật yêu em, vì muốn biết anh có còn thương nhớ ai ngoài em. Vì đã quá yêu nên càng muốn biết, càng muốn có nhau nhưng giận hơn có đâu ai buồn. Vì thế mỗi khi em giận vu vơ, đừng trách móc chi em giận yêu đấy thôi anh ơi. Nhiều lúc quá yêu em lại quên mất mình đã có bao nhiêu ngày vui, có bao nhiêu buồn, có bao nhiêu Cái mong muốn của em cũng nhỏ nhoi thôi, đó là chinh phục được ban giám khảo và qua được vòng này ạ. Thử thách hát với piano tiếp tục với những thí sinh có cùng mong muốn như Khánh Tiên. But I set fire to the rain, watched it pour as I touched your face, let it burn while I cry, cause I heard it screaming out your name. Your name. The minute you walk in the joint, I could tell you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Would you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork to every guy I see. Hey, big spender! Everybody look to the left, everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we're playing with love tonight. It's not about money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about a fried egg. Em yêu anh con tim chính nguyện, đừng bắt em phải uống ly chia phôi anh ơi. Em vẫn muốn cùng anh ta bên nhau trọn cuộc đời. Thân em như đang ngang nghiêng, sẽ không ai yêu anh như em, mà thế gian này tiếng chua cay sau lưng. Em vẫn muốn cùng anh ta bên nhau trọn cuộc đời, mà sao anh phụ tình em. Họ tự tin trong phong cách trình diễn và không ngại thử thách mình với những nốt cao. Fall into void to think you came to me, but now I'm gonna fail. I don't know I'm well below, but I can move on with you, darling. I don't want much to say. Em mong anh hãy được quay trở lại, gửi lên lòng em cùng bao nỗi đau mình đã đi qua, nay đã rất xa. Hãy mang theo em đi với kỷ niệm khoảnh khắc hạnh phúc cùng bao nỗi đau mình đã đi qua.
các thí sinh đã hoàn thành phần thi và giờ là lúc để ban giám khảo đưa ra quyết định. Trong vòng nhà hát thì tất cả quý vị cũng có thể thấy có sự xuất hiện của vị giám khảo khách mời, đó chính là giám đốc âm nhạc của chương trình, nhạc sĩ Huy Tuấn. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem họ làm việc nhé. Anh chị thấy các thí sinh đã thể hiện như thế nào ạ? Top 20, không phải em nào cũng bài bản hết, rất nhiều em bản năng. Và cái đó đó là vì có bản năng á, các em này rất nghệ sĩ. Khẳng định luôn là năm nay là chắc chắn một làn gió mới, một cái thế hệ ca sĩ rất là văn minh và trẻ trung. Chị vui quá em ơi. Thôi bây giờ thì Duy Hải xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng đón xem kết quả của thử thách đầu tiên của vòng nhà hát. Đã đến lúc chúng ta phải đối diện với kết quả của ngày hôm nay. Đây chỉ là cái sân chơi thôi các em. Nó không phải là nếu không thành công ngày hôm nay là nghĩa là mình sẽ không thành công trong nghệ thuật hoặc là không theo đuổi được cái đam mê của mình. Khi anh thi Australian Idol anh không thắng được mà anh bị loạt vào top 8, mà anh đi về á, anh biết cái cảm giác nó như là một cái dao nó đâm vô trái tim anh á. Anh rất hiểu cảm giác đó, nhưng mà anh dùng nó như một cái động lực để anh tiếp tục theo cái đam mê của anh. Và anh biết được ngày hôm nay tụi em cũng có thể làm được cái điều đó. Tôi xin mời bạn Trần Nhật Vũ. Đặng Hồng Ngọc. Tô Thành Đạt. Nguyễn Thiện Thuật. Các em là những thí sinh phải chia tay với chương trình đầu tiên. Cảm ơn các em đã tới cuộc thi này và xin tạm biệt. Nguyễn Tường Anh Khoa. Trịnh Trường An. Bùi Vĩnh Phúc. Các em sẽ dừng chân ở đây. Xin mời các em. Không khí trở nên căng thẳng hơn với sự quyết liệt của ban giám khảo. Ngô Thế Phương. Và em Bích Ngọc. Các em là hai bạn xuất sắc nhất trong buổi thi ngày hôm nay. Có hai chiếc xe, bên phải tôi là một xe số 1 và bên trái của tôi sẽ là xe số 2. Một xe sẽ đưa chúng ta đến sân bay để được về nhà. Điều đó sẽ đồng nghĩa với các bạn sẽ dừng cuộc chơi tại đây. Một xe sẽ đưa các bạn về khách sạn để các bạn được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo. Và bây giờ chúng ta hãy bước ra xe. Chiếc xe nào sẽ đưa họ đến với giấc mơ thần tượng âm nhạc? Xe số 1 gồm có cô gái lắm chiêu Khánh Tiên và Thảo Nhi. Cô gái không ngại thử thách mình với những nốt cao. Xe số 2 có sự xuất hiện của chàng hot boy Trọng Hiếu và Ngọc Hà, cô người yêu bé nhỏ của Thế Phương. Ai cũng có hy vọng là tất cả chúng mình đều là những người có tài năng. Cũng khá là lo cho phần thi của bạn gái em phải không? Mình. Chờ tí em gọi điện cho Gấu. Alo. Em ở đâu rồi? Em đang ở trên xe. Đi chưa biết à? Em không biết là đi đâu. Nhưng mà chắc là sân bay rồi. Anh gửi lại đi tốt nha. Chưa biết mà, chưa biết kết quả mà. Nhớ em. Có nhớ. Cố gắng thi tốt nha, em về thi tốt nghiệp. Thi xong về ôm. Đang rất là mong đợi bạn gái mình sẽ có mặt ở đây và tiếp tục cuộc thi sát bên cạnh mình. Sân bay em rồi. Sân bay. Hết hy vọng rồi, đến rồi đó, chính đó. Yeah. Hai chiếc xe cùng đến sân bay. Điều gì đang diễn ra? Hai chiếc xe cùng đến sân bay. Điều gì đang diễn ra? Please, please.
Nếu mà khóc được thì cũng khóc rồi. Một chiếc xe đã rời đi, không biết đó là chiếc xe nào đây. Cùng Thế Phương, chúng ta đã phải nói lời chia tay với Ngọc Hà. Chàng trai có phong cách âm nhạc Unisex Bùi Hải Sơn và hot boy điển trai Trọng Hiếu không thể tiếp tục đồng hành cùng với Việt Nam Idol, nhưng tất cả chúng tôi đều mong rằng các bạn sẽ tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê với âm nhạc của chính mình như những gì giám khảo Thanh Bùi đã chia sẻ. Bên ngoài bạn Nguyễn Trọng Hiếu, bạn mở phong bì ra và đọc. Vâng. Chúc mừng bạn được vào vòng trong. Hiếu hết mất hy vọng rồi và đi về rồi, thật bay về Đức rồi, nhưng mà sướng kinh khủng khiếp. Hồi hộp quá, không bấm được nữa, không bấm số được nữa rồi. Bố ơi, con đây, ra sân bay rồi bố ơi. Bố ơi, mà con vẫn được vào, con không phải đùa đâu. Thật. Đi ra ngồi xuống xe thì không thấy bạn gái mình, cảm giác kiểu đang đứng một mình trong đám đông ấy, thấy buồn, thấy thiếu vắng, nhưng mà mọi sự thử thách thì nó cũng đi liền cơ hội. Trong các vòng tiếp theo không có bạn gái bên cạnh thì mình sẽ cố gắng gấp đôi thay cả phần của bạn gái của mình. Trọng Hiếu đã có thêm một cơ hội để tiếp tục hành trình với giấc mơ thần tượng. Như vậy, chúng ta đã có top 20 để bước vào thử thách tiếp theo của vòng nhà hát. Rất là đang rất là phấn khích, bối rối, sung sướng và vui nữa. Hưng phấn. Nhìn cái phòng đẹp quá đẹp. Sao không hiểu sao nãy giờ cứ tiếp tục làm này, cảm thấy rất là sung sướng. Hôm nay một ngày dã man cho bạn. Ước sao là đêm nay em sẽ ngủ được một giấc thật là ngon, đến sáng mai em đủ sức để đi tập. Vòng thi tiếp theo, Nhi và Ngọc nhất định là sẽ vùng trái